Con xin chào cha và cộng đoàn ạ. Con là Nguyễn Thị Ngọc Ánh, con ở Hải Phòng ạ. Và con là người ngoại đạo. Còn ông là gì? Dạ, con là chồng. Ông là chồng, còn là bà là gì? Là vợ. Chồng và chồng thôi, vợ chồng người ngoại đạo từ Hải Phòng lên để làm chính rồi chúng ta. Rồi vợ chồng của ông bà được cơ chỉ nói cho mọi người nghe. Thưa cha, là cách đây 2 năm chồng con bị tai biến, mà tai biến nhẹ chứ không nhiều, lại bị trầm cảm nữa. Thế là anh ấy, thậm chí là khách nhà anh không thèm nói chuyện, mà người đi ghi số nước anh cũng không biết. Thế rồi về hỏi hàng xóm là ai ghi số nước, của nó ghi ở nhà tôi, nó sang nhà bà. Thế hỏi anh không biết gì, nhưng mà thuốc thì con vẫn cho uống từ tháng 3 vừa rồi. Là con nghe mẹ con không biết là ai cho một cái máy, có không biết là 300 bài giảng hay bao nhiêu, nó mất đi bìa rồi. Thế là con về con đọc cho, và mẹ con bảo là về đọc rồi cho năng nó nghe, và để nó đi, nó đưa nó đi chữa bệnh. Thế là con nghĩ con thuyết phục anh mãi, đầu tiên nó không nghe, xong con bảo nếu anh không nghe, anh không tin thì tôi sẽ đi một mình. Thế là con thuyết phục mãi. Thế rồi đến con định tháng 9 đi, nhưng mà trong lòng con nó cứ sôi sục, có một cái gì đó như là bắt con phải đi ngay, phải đến ngay giáo điểm tin mừng này. Thế là con mới quyết tâm con đi. Đấy là cái ơn lớn nhất. Mà bây giờ là chồng con cũng đã tỉnh táo hơn, mà cũng đã nói chuyện, và cái ơn của con đó. Hallelujah. Con lên, hallelujah. Rồi, đó là ơn của chồng chị, còn ơn thứ hai. Còn ơn thứ hai của con là con bị đau lưng rất từ lâu rồi, có một thời gian nó đỡ, nhưng một thời gian nó khỏi như cái thời gian vừa rồi thì nó đau dữ dội. Con phải đi gọi là đi úp là cái gì đấy nhỉ, rác hơi mới bị tiêm, xong rồi gọi người đến nhà coi là thủy châm cho. Thế mà con cũng không thấy đỡ, nhưng mà con khi con biết cái giáo điểm tin mừng này, mà con mẹ con cho con đài, con mới nhắn tin cho cha. Con nhắn tin cho cha và một tuần cha cũng không trả lời con lại nhắn đến 3 lần. Thế là cha mới trả lời con, thế là con mừng quá. Thế con nhảy thở lên, con bảo ôi cha đồng ý, cha chữa bệnh cho con rồi, cha cầu nguyện cho con rồi. Thế là con đi, con quyết tâm con đi. Thì đến bây giờ cái lưng con thì con nhiều bệnh lắm, nhưng mà cái lưng con nó con ngồi bây giờ con không có làm sang cả. Chứ trước là anh ấy ốm về nội về ngoại, mỗi mình con đi xe máy, mà năm nay là 64 tuổi, con da con rất là đau, mà cái xương cụt nó cũng đau. Nhưng đến bây giờ thì rất là êm, con ngồi đấy con không đau đớn gì cả. Hallelujah. Rồi thưa anh chị em, một người chị ấy nhận được cái máy ai cho chị mượn mà chị nghe. Đấy là mẹ đẻ con ạ. Mẹ chị có đạo không? Mẹ con không có đạo, nhưng mà ở gần với người như đạo người ta quý mẹ con, người ta cho mẹ con mượn. Mẹ con cũng ốm, con thì đưa mẹ con vào đây. Thế nhưng mẹ... Thưa anh chị em, một người có đạo cho mẹ của chị là người không có đạo mượn cái máy 365 bài giảng, và mẹ chị ấy đưa cho chị ấy nghe, rồi chị ấy quyết định là đưa chồng chị vào đây và cầu nguyện để xin Chúa chữa lành cho chồng chị ấy, một người bị tai biến, một người bị trầm cảm, mà hôm nay đã được khỏe mạnh, đang đến trước mặt chúng ta. Và chị ấy thì bị bệnh đau lưng, đau khủng khiếp, không thể ngồi quá 10 phút, mà đến đây chị ngồi 4-5 tiếng đồng hồ vẫn thoải mái, không sao cả, nhờ cái máy 365 bài giảng đây. Mời anh chị em, mỗi một người chúng ta hãy trở thành những ngôn sứ thật để đi loan truyền lòng Chúa thương xót bằng cái phương tiện thật là máy 365 bài giảng này, như là người có đạo. Nhờ cái bà có đạo nào đó mà hai người này đã nhận biết Chúa, đã được ơn của Chúa và đứng lên làm chứng cho Chúa, mặc dù họ là người ngoại đạo. Hallelujah. Đây, gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng nha. Gửi tặng cho anh cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, và cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu, để anh chị biết cách lần chuối lòng Chúa thương xót. Chúa chúc lành cho anh chị. Rồi, mời con lên đây.